Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng Carpini. Đây là một vị tướng xạ thủ vừa đi gần và đi lên. Thì vị tướng được thích chơi đi gần nha mọi người. Thì theo mình á, thì mình chơi các xạ thủ á, thì mình thấy những cái xạ thủ mà đi gần á, thì rất là được nhiều bạn chơi. Thì đó chính là vị tướng Carpini. Thì Carpini thì cũng rất là được nhiều bạn chơi dành cho đi gần nha mọi người. Thì bản ngọc của Carpini á, thì mình sẽ lên như sau nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ lên công vật lý là cộng 9, tỷ lệ chiếm mạng là cộng 10,6%. Xuyên giáp thì mình lên 64, sát thương chiếm mạng thì mình lên 21,6%. Tốc chạy là cộng 10% và tốc đánh là cộng 10%. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Thì sẽ đi vào đầu tiên, ngọc đỏ 10 viên, mình sẽ lên là 5 viên, tỷ lệ chiếm mạng là 1,6%. Số ghi nha. À đúng rồi, 5 viên. Còn 5 viên còn lại đó thì mình sẽ lên là tỷ lệ chiếm mạng và sát thương chiếm mạng là 5 viên. Tỷ lệ chiếm mạng là 0,7%, sát thương chiếm mạng là 3,6. Còn về ngọc tím á, thì mình sẽ lên cho vị tướng này thì đúng 10 viên, tốc đánh tốc chạy nha mọi người. Còn nếu mà mọi người đi gần á thì mọi người hãy lên cho mình 2 viên hút máu 1,6%. Thì tốc đánh tốc chạy mình chỉ lên 8 viên thôi khi mà đi gần nha mọi người. Còn đi lên thì đây là bản ngọc đi lên. Còn tiếp theo thì ngọc xanh thì mình sẽ lên 10 viên, công vật lý và xiên giáp. Trước khi mình đi vào cái phần trang bị, mình cũng xin chia sẻ cho mọi người nha. Thật ra mình những cái vị tướng mà đấu sĩ á, hay là những vị tướng AD, thì khi mà một vị tướng á mọi người, không phải một vị tướng là mình sẽ dùng được một cái bản ngọc đâu. Thật ra một vị tướng á, mình có thể xài được từ 4 đến 6 cái bản ngọc là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như là mình xài cái vị tướng nữ bố đi, mình có thể lên bản ngọc cho thủ, bản ngọc cho công vật lý, bản ngọc cho tốc đánh của AD, mình xài cho nữ bố mình chơi vẫn được nha mọi người. Mình chơi rất là mạnh luôn. Thì đó là cái phần mình chia sẻ sơ qua thôi. Sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Thì đây là cái phần mà trang bị á, là mình sẽ dành cho đi gần. Thì đi gần thì đầu tiên mình sẽ lên cây cung bảo tố. Cái món thứ hai là chiếc giày du mục. Món thứ ba là thánh kiếm. Món thứ tư là xăm đao bảo táp. Và món thứ năm là cây cung tà ma. Cuối cùng chính là cái giáp phô mệnh. Thì ở đây mình có thể thay cho cây xăm đao bảo táp thành cái vuốt. Cái vuốt các bạn ơi, cái vuốt không tàn cũng được nha. Và khi mà team bạn có đấu sĩ mà sát thương cao á, thì mình đã lên cái nanh phoenix này đánh rất là đam. Còn về cái phần trang bị mà đi lên á, thì mình lên cái món đầu tiên chiếc giày du mục nha. Món thứ hai thì lên thánh kiếm. Món thứ ba mình lên cái vuốt không tàn để tăng tốc đánh cho vị tướng này. Và món thứ tư á, mình có thể lên cây kiếm phoenix này cũng được. Đó, tăng tốc đánh và hút máu luôn, công vật lý nữa. Và hai cái món cuối cùng này thì tùy theo team mà mình lên nha mọi người. Nếu mà team bạn đấu sĩ sát thương cao thì lên cannon venice luôn. Còn pháp sư hay này nọ đó, hay đỡ đòn đó, lên khắc đỡ đòn thì quốc cái kiếm gomasa luôn. Cuối cùng thì giáp phong mệnh thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của vị tướng này nha. Thì phù hiệu của vị tướng này mình sẽ lên như sau. Thì cái phù hiệu này là cái phù hiệu dành cho đi lên. Còn đi gần á, thì mình sẽ dùng cái phù hiệu là cái sát thương nha mọi người. Thì đi lên á, đầu tiên mình sẽ chọn cái phù hiệu đó chính là cái màu vàng ở đây. Tiếp theo là cái tăng CT. Tiếp theo mình sẽ chọn ở đây là cái xuyên. Ở đây thì mình chọn cái tăng CT luôn ở dưới. Ở dưới đây thì mình sẽ chọn cho cái vị tướng này, đó chính là cái quả cầu băng xương. Đây, mình sẽ được quả cầu băng xương nha. Mình sống sót được trong mấy giây á mọi người. Trong 3 giây, đôi khi là có thể lật được tình thế á. Và cuối cùng mình chọn cái này. Rồi, thì đây là cái phù hiệu mà linh tinh của vị tướng xạ thủ Carpini nha. Rồi các phần chia sẻ về Carpini đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.